hết năng lượng rồi, hết máu rồi, hết máu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Lên bờ, lên bờ thôi, lên bờ, lên bờ, lên bờ, khẩn trương, khẩn trương. Rồi xong. Ok và hello, chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay trong video này mình sẽ chơi một tựa game có tên là Pocket Pirate ha các bạn ha. Cái tựa game này ấy, nó khá là giống cái tựa game là Build a Boat for a Treasure ha các bạn ha. Cũng là có một cái dạng chúng ta sẽ được có một cái vị trí chúng ta xây thuyền, rồi chúng ta cho cái thuyền đó ra khơi ha, vượt qua những thử thách và cuối cùng chúng ta sẽ chạm được tới cái điểm kho báu. Rồi ok thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào game nào. Một cái server này thì hình như là có 9 người các bạn, 9 người hay 10 người ha. Rất là quen thuộc đúng không? Mỗi người sẽ được spawn tới một cái vị trí nào đó để chúng ta có thể xây thuyền ha. Bên kia chúng ta có một ngọn hải đăng kìa. Mình có thể đi qua nhà người khác không nhỉ? Ủa thanh niên kia out rồi. Ủa out rồi, gì kia vậy? À đây. Hello, what? Rồi thì đây là cái chỗ mình xây thuyền ha. Ở đây mới đầu vào nó cho mình là 20 gỗ các bạn. Và một cái ghế ngồi ha. Thì góc phải chúng ta có một cái đạp bài doubloon nè. Như là doubloon là một cái tiền, đơn vị tiền tệ trong hải tặc các bạn. 10 robux chúng ta có 100 tiền ha. Ở đây chúng ta có một cái shop nè, Oven Store. Cũng như là tựa game Build a Boat for a Treasure ha, chúng ta có những cái rương. Thì mình nghĩ là rương càng mắc thì cái những cái vật phẩm nó nhận được càng nhiều thôi. Ok, có 15 tiền, 50 tiền, 250 tiền. Hiện tại mình chỉ có là 15 tiền thôi, 15 đúp luôn ha. Ok, thì mô típ khá là giống với tựa game xây thuyền ha. Thì mình sẽ có 20 gỗ, mình tận dụng 20 gỗ các bạn. 1, 2, 3. Và nhà phát hành của tựa game này khác hoàn toàn với nhà phát hành của tựa game Build a Boat ha các bạn ha. Không có giống, đây là một nhà phát hành game khác. 2, 3, 4. 8 cục đúng không? 9, 10, 12, rồi còn 4 cục nữa. 1, 2, 3, 4. Chúng ta có một cái chỗ ngồi nữa các bạn. Ê chết rồi, mình xây về sao le rồi. Oh man, delete mod, sorry. Bậy ơi, mình phải ngồi ngay trung tâm các bạn ơi. Xóa xóa, ok, cho qua một cục nữa ha. Bề ngang mình sẽ cho là 5 ô, 2, 3, 4, 5. Đây. Ê chết. Ở bên đây có một cái là delete nè các bạn. Đó. Mình không biết mình đang xây cái gì luôn. Ok, cứ xây đại ha. Sử dụng phím R để xoay ha các bạn ha. Rất là đơn giản. Thon thon. Rồi, ngồi lên nào. Đó. Giờ về sao đi? Set sail à? Đúng rồi. Set sail là căng bơm. What the hell? Cái gì vậy? Thanh niên làm gì vậy? Trời trời trời. Ghê vậy? Cái gì xây ghê vậy? Trông trống à. Thì đây là cái địa hình chúng ta cần phải vượt qua ha các bạn ha. Rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Bạn nhìn thấy không, đồ họa kìa. Đồ họa rất là chi tiết ha. Chúng ta có đá, ế đá đá, né né. Ok, thank you. Thì bạn thấy ha, nước có độ bóng, có gần sóng các kiểu đồ. Rất là ghê, rất là đẹp luôn. Mình có máu nè các bạn, máu và năng lượng ha. Ủa năng lượng là sao? Ê thanh niên, thanh niên, ê bỏ, bỏ nha, bỏ nha. Rồi va chạm đá rồi. Oh man, mất hết cục rồi. Ôi chà, ui chà, ui. Đau quá vậy? Mới đầu vô mà đau đớn vậy. Hình như là những chiếc thuyền không thể chạm vào nhau các bạn ơi, nó đi xuyên quá kìa. Đó. Thôi tiêu tôi rồi. Tiêu tôi rồi. No. No 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 no. Oh wow. Không sao không sao các bạn ơi. Chúng ta vẫn ổn định ha. Thanh niên kia hình như có một cái cục đỏ đỏ, chắc là phao quá. Đúng rồi, chắc là phao ha. Thì mình vẫn chưa mua thử những cái rương cho nên mình không biết là những cái vật dụng trong tựa game này nó đa dạng như thế nào ha. Mình chắc là sẽ có phao nè và có tên lửa nè. Oh my god, nó xa vậy, nó tích mù đằng kia luôn kìa. Rồi xong tiêu rồi. Ui da. Ôi, rồi xong. Gà uống nước luôn các bạn ơi. Mất máu, ơi bay lên, bay lên, bay lên. Bay lên, bay lên. Cái gì vậy? Nhanh nhanh, khẩn trương. Hết năng lượng rồi. Hết máu rồi, hết máu rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Lên bờ, thôi lên bờ, lên bờ, lên bờ. Khẩn trương, khẩn trương. Rồi xong. Rip gà công nghiệp 2018. Tiêu rồi. Trời ơi. Hồi nãy là 15 tiền ha. Bây giờ mình được 39 tiền. Lấy 39 trừ 15 à, chúng ta có nhiêu ta? 24 tiền các bạn. Đúng rồi 24 tiền ha. Thì cái này là cái setup hồi nãy của mình ha. 39 tiền đủ mua rương không ta? 50 tiền lận. Một cái rare chest các bạn ơi. Một cái rare chest là tới 50 tiền ha. Không đủ tiền mua rồi. Ok. Để coi cái rương tiếp theo bao nhiêu tiền ta? 250 tiền ha. 250 tiền, 50 robot. Ok. Rồi, ok mình sẽ mua hai cái rương này ha, mỗi rương là 250 tiền, 250 đúp luôn các bạn. Wow, chúng ta có một cái mini rocket các bạn ơi, một cái vật phẩm rare. Sao nhiều vậy? Rất là nhiều luôn các bạn. Trong này nó có phân định ra ha, rare là cái gì, regular là cái gì ha.
Cái rare thì nó sẽ có cái màu hồng hồng phía sau nền nè các bạn. Rương nó ha, 250 tiền. Đây nè, cái màu đỏ đỏ hồi nãy thanh niên kia gắn vô thuyền nè. Mini Blotty, kiểu như một cái đầu nổi các bạn. Đây chúng ta có một cái hinh, một cái strong metal. Ở đây mình có một cái 1000 tiền nè các bạn. Cái này là một cái bình dưỡng khí ha. Tức là khi chúng ta mà rớt xuống nước á, thì nó sẽ cho chúng ta nhân 3 cái stamina ha. Nhân 3 cái năng lượng chúng ta, thì giúp chúng ta lâu chết hơn thôi các bạn, chứ không có gì hết. Rồi ở đây mình có rất nhiều đồ luôn rồi. Chúng ta có một cái mini rocket. À, một cái này là cái gì? Một cái phao hả? Một cái phao. Để đây ha. Gắn 4 cái phao xung quanh. Đó. Rồi đi coi có gì xịn xịn không. Chúng ta có một cái strong metal. Wow. Một cái block kim loại ha. Gắn đây cho cái vị trí chúng ta nó chắc chắn hơn các bạn. Thì nếu mà bạn nào đã từng chơi cái tựa game Beable ha, thì tựa game này cũng không khó tiếp cận đâu. Nó y chang các bạn ơi. Mà đồ họa nó đẹp hơn thôi. Thì ở đây mình không muốn nói là nhà phát hành game này họ bắt chước cái nhà phát hành game kia ha. Mình chỉ muốn nói là cái tựa game này cái lối chơi rất là giống nhau và đồ họa nó đẹp hơn rất là nhiều so với tựa game cũ của chúng ta. Các bạn có thể thấy ha, nước cũng đẹp nè, cảnh cũng đẹp nè. Những cái vật phẩm này nó cũng đa dạng hơn rất là nhiều ha. Rồi chúng ta còn gì đây? Có thủy tinh luôn. Wow. Rồi gắn đại thôi chứ biết sao giờ. Tại vì mình cũng đâu có nhiều vật phẩm đâu các bạn. Mình cũng không biết xây cái gì hết. Ê, thanh niên kia làm gì? Chúng ta có hai cái tên lửa. Ok. Gắn hai tên lửa bên đây ha. Cái này cái gì đây? Vanit. Vanit Park là gì? Gắn cục này nữa. Ba cục. Thon. Cũng còn rất nhiều đồ các bạn ơi. Mình thôi kệ ha. Ngồi lên nào. Ok, let's go. Cắn bơm nào. Thon. Thanh niên cái chìm dưới đây. Hy sinh. Gì đây? Ủa sao không đi? Really? Vậy? What? Gì vậy? Ồ, mình thành tàu ngầm luôn các bạn ơi. Tự thuyền mà thành tàu ngầm luôn rồi. Ồ, là. Ồ, giỏi chết beo luôn. Lại coi. Tự nhiên chìm rồi. Cắn bơm. Ồ, what? Gì vậy? Gì kì vậy? Nó nặng quá hay sao ta? Khoan từ. Hình như là nó hơi nặng các bạn ơi. Trong đây có theo quy luật nữa à. Có vẻ là nó hơi nặng. Khoan. Ok, gắn đại như vậy ha. Để mình xem coi là trong cái tựa game này nó có theo định luật vật lý hay không ha. Gắn đại đi. Rồi gắn một cái ghế lên. Xoay qua đây. Bấm chữ T, xoay qua. Ok, để hai ghế ha. Nếu mà nó tuân theo định luật vật lý á, thì tựa game này rất là hay luôn các bạn. Như tựa game Beable á, thì các bạn xây cỡ nào cái thuyền của bạn cũng nổi ha. Còn cái tựa game này thì để mình coi lại coi. Rồi ok, xong. Rồi, căng bươm ra khơi nào. Oh, holy moly. Wow. Đúng rồi các bạn ơi, cái tựa game này nó tuân theo định luật vật lý ha. Nếu mà các bạn xây cái thuyền bạn không theo cái sự cân bằng á, thì thuyền bạn sẽ bị chìm ha. Như bạn thấy thì cái thuyền của mình á, phía trước phía sau cân bằng đúng không? Nhưng mà chỗ này có cái ghế của mình nè, cho nên nó sẽ nặng hơn. Và cái thuyền sẽ bị ngỏng về phía sau ha. Khá là ghê gớm đó. Tính ra tựa game này rất là thú vị ha. Một cái sự cải tiến, một cái sự nâng cấp của tựa game là Beable. Gì mới lăn qua vậy? Oh no. Oh, nó nghiêng rồi. Oh man. Thôi, có gì? Bơi lên. Lên. Cái gì vậy? Chắc con lên đi ơi. Rồi xong tiêu rồi. tiêu rồi. Cái gì? Không thoát ra được luôn các bạn ơi, bị lắc rồi. Trời ơi. Rồi hy sinh luôn. Rip me again. Thon. Chết ngắt luôn các bạn ơi. Chết không một lời trăn trối luôn ha. Ok thì có lẽ video mình sẽ dừng tại đây ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.